Lời Chúa theo Thánh Matthew chương 23 từ câu 1 đến câu 12. Một hôm Chúa Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa của ông Môi-se mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả thật, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cổ nhất trong đám tiệc, chiếm ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Quý vị và các bạn thân mến, họ nói mà họ không làm, có lẽ đó là lời nói thẳng và thật nhất về hầu hết những người có chức quyền. Quyền lực thường dùng để cai trị hơn là để phục vụ. Vì thế, người ta chỉ để ý đến vị trí của mình, tiếng nói của mình ảnh hưởng đến người khác hơn là để tâm đến cung cách phục vụ bản thân. Trong một lần suy niệm lời Chúa với các chủng sinh Roma ngày 15 tháng 2, năm 2012, với câu kinh thánh trong thư gửi tín hữu Roma chương 12 câu 1 đến câu 2, Đức Thánh Cha giải thích từ đời này hay thế gian là chính thế giới đang ở trong quyền lực của sự ác. Ngài khẳng định có hai quyền lực lớn của sự ác, đó là quyền lực của tài chính và quyền lực của phương tiện truyền thông. Tiền bạc làm cho con người đam mê quyền lực, có quyền thì dễ có tiền, mà từ quyền lực ấy họ áp bức, coi thường những người ít tiền, ít quyền hơn, coi mình là vua, làm đầu của thiên hạ. Tình trạng các luật sĩ và các người biệt phái thời bấy giờ chắc hẳn cũng nhuốm màu các thứ quyền lực quý tộc này. Ngoài ra, khi một người giàu có về tài chính, họ cũng dễ dàng tạo ra uy tín, tạo ảnh hưởng, tạo ra một mạng lưới truyền thông thao túng người khác. Kiến thức về luật cũng như mọi thứ quyền lực truyền thông khiến người khác phải tuân theo quy tắc của mình. Như vậy, có thể nói họ dùng luật Chúa để thu vén quyền lực cho mình. Tuy nhiên, chúng ta được mời gọi hãy nhìn nhận sự thật về sự yếu kém, hèn hạ của mình để mở ra sự thật về vị Thiên Chúa đã hạ mình cứu chúng ta khỏi bàn tay ác thần. Đức Thánh Cha nói trong sứ điệp mùa chay, sự thật này không phải là loại khái niệm trừu tượng dành cho một số người thông thái tuyển chọn, nhưng là một sứ điệp mà tất cả chúng ta có thể lãnh nhận và hiểu biết nhờ sự khôn ngoan của một tâm hồn biết mở rộng trước sự vĩ đại của Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta ngay cả trước khi chúng ta nhận thức về điều này. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn và mở rộng tâm hồn đón nhận mọi kế hoạch yêu thương của Chúa, vì Chúa là Thầy dạy đích thực của chúng con. Xin cho chúng con biết dùng những khả năng Chúa ban, cách riêng khả năng lãnh đạo để phục vụ tha nhân như Chúa đã phục vụ chúng con. Amen.